Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Stop đu dây mạo hiểm Jungle Boss gọi vốn thành công 12 tỷ đồng trên chương trình Shark Tank. Mô hình kinh doanh và bức tranh tài chính có gì? Shark Hưng quả quyết, anh có quà cho em. Thể hiện sự yêu thích của mình đối với Stop Jungle Boss khi bất ngờ đứng dậy, lấy ra tấm vé vàng Golden Ticket. Trên website của mình, Jungle Boss giới thiệu rằng họ là đơn vị khai thác du lịch mạo hiểm hàng đầu ở Việt Nam. Jungle Boss chuyên tổ chức khai thác độc quyền các chương trình khám phá hang động và rừng nguyên sinh tại di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và các khu vực lân cận. Sản phẩm độc đáo. Sản phẩm được chia thành nhiều gói từ mức độ dễ khó tới rất khó, với thời gian tham gia và chi phí khác nhau dao động từ 800.000 đồng cho đến 35 triệu đồng. Trong đó nổi bật nhất là hai sản phẩm cấp độ 6 và cấp độ 7 là khám phá hang Pygmy, hang động lớn thứ tư trên thế giới, và khám phá Kong Collapse là một trong những hố sụt sâu nhất ở hành tinh này. Đây là sản phẩm sau hơn một năm khảo sát, nghiên cứu và kiểm tra về các yếu tố an toàn. Jungle Boss đã cho ra đời sản phẩm du lịch mạo hiểm Kong Collapse Top Adventure, chinh phục đỉnh cao hố sụt không với trải nghiệm đu dây 100m. Và đây cũng là tour du lịch có cấp độ mạo hiểm cao nhất ở Việt Nam. Với chiều cao lên đến 450m tính từ đỉnh cao nhất đến đây, thì Kong đã trở thành một trong những hố sụt lớn nhất trên trái đất, với dòng sông ngầm và khu rừng nguyên sinh bên trong đầy bí ẩn. Sở dĩ hố sụt này được đặt tên là Kong vì hình dáng nhìn từ trên cao xuống của nó rất giống với chiếc đầu khổng lồ của nhân vật King Kong trong bộ phim bom tấn nổi tiếng cùng tên. Quay trở lại với Jungle Boss, chuyến hành trình này yêu cầu du khách phải đi bộ tới 23 km, khám phá hang động trong 7 km, đu dây 100m và cuối cùng là bơi 300m. Được biết là Jungle Boss đã hợp tác với các chuyên gia hang động của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, Hiệp hội Hang động Quốc gia Hoa Kỳ, các chuyên gia về cứu nạn cứu hộ của Công ty Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam để có thể thực hiện các chương trình đào tạo tập huấn nâng cao các kỹ năng an toàn hang động, cứu hộ cứu nạn cho đội ngũ hướng dẫn viên, trợ lý an toàn và nhân viên phục vụ. Điều quan trọng nhất ở đây là Jungle Boss đã hợp tác với các chuyên gia an toàn hang động trong nước và quốc tế, cũng như là các đơn vị có thẩm quyền của địa phương để xây dựng riêng một phương án đảm bảo an toàn và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt. Ngoài ra, tất cả các trang thiết bị an toàn của Jungle Boss đều nhập khẩu đến từ các nhà sản xuất tiêu chuẩn châu Âu và được thông tin chi tiết trên trang chủ của công ty. Các quy trình kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị tại kho kỹ thuật và trên thực địa được thực hiện rất nghiêm ngặt bởi đội ngũ an toàn hang động để có thể loại trừ được tất cả các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn của du khách. CEO tâm huyết và am hiểu. Pháp nhân của Jungle Boss là công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss. Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 11 2015 và đến nay đã có hơn 6 năm hoạt động. Vốn điều lệ ban đầu đăng ký là 1,9 tỷ đồng. Tại thời điểm tham gia chương trình Shark Tank, vốn điều lệ của công ty đã nâng lên là 12 tỷ đồng, trong đó anh Lê Lưu Dũng chiếm 80%, tương đương 9,6 tỷ đồng. Ngoài anh Dũng ra thì còn có một thành viên góp vốn nữa chiếm 20% cổ phần, tương đương 2,4 tỷ đồng. Về giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty là anh Lê Lưu Dũng, sinh năm 1985. Anh Dũng cũng chính là người điều hành trực tiếp trong Jungle Boss và có một niềm đam mê lớn đối với thám hiểm hang động. Trong phần chia sẻ của mình tại chương trình Shark Tank, anh Dũng đã nói với các shark rằng: khi em làm du lịch mạo hiểm là em làm với niềm đam mê của em thôi. Trên fanpage của Jungle Boss cũng có nói về tâm huyết của đội ngũ Jungle Boss từ khám phá ra hố sụt Kong cho đến khi thiết lập được hệ thống an toàn để có thể cho ra đời sản phẩm du lịch. Anh Dũng cho biết rằng tình cờ phát hiện ra hố sụt Kong Collapse sau hơn 22 năm ẩn sâu ở nơi miền xa thẳm của núi rừng Phong Nha Kẻ Bàng, đội ngũ khám phá hang động của Jungle Boss đã không ngừng ngày đêm miệt mài nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu vô cùng tỉ mỉ về hố sụt khổng lồ sâu hơn tới 450m này. Cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia hang động Mỹ, Jungle Boss đã mất tới gần 2 năm để có thể khám phá hố sụt siêu bí ẩn Kong và thiết lập một hệ thống an toàn tuyệt đối để cho ra đời một siêu phẩm du lịch mạo hiểm số 1 Việt Nam. Cũng theo anh Dũng chia sẻ, anh xuất thân là một nhà bảo tồn thiên nhiên, làm bảo tồn cho một dự án thiên nhiên của Đức. Anh Dũng khẳng định rằng cách làm khai thác du lịch sinh thái của anh là luôn đi cùng với bảo vệ môi trường. Khách hàng khi tham gia vào các tour đều được yêu cầu tuân thủ các quy định bảo vệ di sản và tài nguyên thiên nhiên, tôn trọng các phong tục tập quán của địa phương. Ngoài việc cho ra hình mô hình kinh doanh độc lạ số 1 này,
thì người ta còn thấy ở anh Dũng, CEO của Jungle Boss, đó là sự am hiểu, tâm huyết và chỉn chu. Vậy thì động lực nào để cho Jungle Boss tăng trưởng khi mà mô hình kinh doanh đi vào ngách? Về tiềm năng tăng trưởng doanh thu của mô hình kinh doanh, CEO của Jungle Boss anh Lê Lưu Dũng đã chia sẻ về cơ bản có 3 động lực cho sự tăng trưởng doanh thu của Jungle Boss ở tương lai. Thứ nhất, đó là hoạt động kinh doanh hiện tại chưa đạt tới 30% công suất. Theo anh Dũng thì sắp tới mặc dù số khách không nhiều hơn so với các năm trước, thế nhưng sản phẩm mới và giá thành nâng cao lên cũng sẽ khiến doanh thu tăng trưởng. Trên thực tế, tour du lịch có giá trị cao nhất của Jungle Boss là chinh phục mạo hiểm đỉnh cao Hố Sụp Khong có giá 35 triệu đồng, mới được đưa vào khai thác từ cuối năm 2021. Hơn nữa, ở thời gian đầu, nhằm mục đích kích cầu khi chưa có được nhiều du khách biết đến, mức giá doanh nghiệp áp dụng cho đến hết ngày 31 tháng 5 2022 chỉ là 18,4 triệu đồng. Tiềm năng thứ hai để tăng trưởng doanh thu đó là những sản phẩm trong tương lai của doanh nghiệp là du lượn và cắm trại cao cấp. Dịch vụ cắm trại cao cấp của Jungle Boss dự định sẽ làm luxury hơn so với những mô hình kinh doanh ở hiện tại. Tiềm năng thứ ba để tăng trưởng doanh thu đó là định hướng nhân rộng ra các địa phương khác. Hiện tại thì Jungle Boss đang làm tốt ở tỉnh Quảng Bình và CEO sinh năm 1985 của Jungle Boss chia sẻ rằng họ muốn nhân rộng mô hình này sang cả các địa phương khác nữa. Kỳ vọng doanh số của Jungle Boss năm 2022 rơi vào khoảng hơn 20 tỷ đồng, 2023 là 60 tỷ đồng và các năm khác lên tới 100 tỷ đồng. Về tình hình tài chính của Jungle Boss, hiện nay doanh nghiệp có nợ ngân hàng khoảng 7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 25 tỷ, trong đó vốn điều lệ là 12 tỷ, tương đương tổng mức tài sản là 32 tỷ. An Vũ, Nhịp Sống Kinh Tế, CafeBiz cùng nhiều người khác từ Internet, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads, sử dụng để trang trí cover Facebook, website.